Thấm kênh YouTube Nhà Đất Mạnh Hưng, chuyên trang bán nhà bán đất bán biệt thự đẹp tại huyện Hóc Môn và các quận huyện phía Tây của Sài Gòn. Kính chào quý khách hàng, xin chúc quý cô chú anh chị sức khỏe và hạnh phúc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố đẹp với diện tích ngang 4 dài 18, đúc 3,5 tấm nha quý anh chị. Công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, sân phơi, 1 phòng bếp, phòng khách và sân đợi xe máy. Căn nhà của chúng ta có hướng là chính đông và có giá bán là 2,6 tỷ, còn thương lượng nhau quý anh chị. Đây là con đường trước nhà của nhà mình, một con đường nhựa 12 m thông thoáng, có lề đường cây xanh bóng mát, cơ sở hạ tầng điện nước đầy đủ, nằm trong một khu phân lô đồng bộ rất là đẹp và văn minh, dân trí cao nha quý anh chị. Dân trung tâm Sài Gòn đổ về đây mua đầu tư và mua đợi ở rất là nhiều nha quý anh chị, xây lên căn nào là bán căn đó. Và đây là căn nhà của chúng ta đang xem, một mặt tiền mang hơi hướng hiện đại pha lẫn cổ điển. Và chúng ta cùng bước vào nhà nè. Phía trước thì chúng ta được bố trí một cánh cửa sắt 4 cánh rất là chắc chắn, và bên trong sân xe máy khoảng 3 m, hai bên tường đã được ốp đá lên cao sạch sẽ nha quý anh chị. Và tiến vào phòng khách, chúng ta được bố trí một cánh cửa nhôm sinh pha, kính cường lực rất là hiện đại nha quý anh chị. Và đây là căn phòng khách của nhà mình với diện tích ngang 4 dài 18, đúc 3,5 tấm nha. Một trệt, hai lầu và một tum phía trên làm phòng thờ, thì công năng sử dụng rất là nhiều và rộng rãi nha quý anh chị. Hãy nhanh tay alo ngay cho Nhà Đất Mạnh Hưng để sở hữu căn nhà phố tuyệt vời này. Và căn nhà của chúng ta thì đang được hoàn thiện nha quý anh chị, dưới sự khéo tay của những anh thợ đang sơn nước và trang trí thêm những tiểu cảnh, thì căn nhà của chúng ta được hoàn thiện thì rất là đẹp và xinh xắn nha quý anh chị. Đây, phía sau chúng ta được bố trí một toilet, cửa toilet là cửa nhôm sinh pha kính cường lực nha quý anh chị. Toilet được bố trí vệ sinh thiết bị hiện đại, và trần nhà thì trần thạch cao đèn trần và được chạy chỉ điểm xuyết bởi những sơn nhũ vàng rất là đẹp. Căn nhà thì nói chung là hoàn thiện cơ bản rồi, chỉ là dán những bức tranh hai bên tường phòng khách mã đáo thành công, và bức tranh thuận buồm xuôi gió hay là phong cảnh gì đó nữa là xong, theo Mạnh Hưng đoán là thế. Thì và chúng ta dọn dẹp nữa là xong. Và đây là căn phòng ngủ số 1 của nhà mình, một căn phòng ngủ rất rộng rãi, có đèn ngủ, có DJ máy lạnh sẵn và có cửa sổ mở ra ở thống giếng trời, có toilet riêng trong phòng và thiết bị vệ sinh Nilac hiện đại, bồn tắm nghiêng khói, bồn cầu nghiêng khói và bồn tắm đứng Nilac nha quý chị. Và đây căn phòng ngủ số 2 của nhà mình này, thì cũng có toilet riêng trong phòng nha quý chị. Trần thạch cao, đèn led xanh rất đẹp và toilet thiết bị vệ sinh cao cấp. Đây, chúng ta thấy là căn nhà vừa mới đang trong quá trình hoàn thiện xong phần tinh, nên là sàn nhà thì còn bụi và cầu thang thì còn bụi và dơ một chút, nhưng không sao. Nhà Đất Mạnh Hưng tranh thủ review gửi đến quý cô chú, quý anh chị. Căn nhà này mà hoàn thiện xong sạch sẽ thì sợ không còn nữa để quý anh chị xem. Khu này là một khu dân cư văn minh và khu phố rất là đẹp, nên là giá nhà đất rất là sốt nhau quý anh chị. Ngày nay là mua bán liên tục. Quý anh chị, quý khách hàng xem video thì hãy nhanh tay alo đến Nhà Đất Mạnh Hưng để sở hữu cho mình một căn nhà trong một khu rất là VIP, rất là đẹp, đường xá rộng rãi văn minh này. Căn nhà của chúng ta nằm gần Ba Mỹ Hạnh, gần chợ Mỹ Hạnh, gần khu đô thị Phan City, gần khu công nghiệp Xuyên Á nha quý anh chị. Chạy thẳng trục đường Phan Văn Hớn nghỉ bữa là tới rồi. Và đây là căn phòng ngủ số 4 của nhà mình. Đây là lối bước ra ban công, rất là thoáng mát và hiện đại nha quý anh chị. Quý anh chị, quý khách hàng xem video,
video, nhớ đăng ký kênh để nhà đất mạnh hơn, ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Quý anh chị và các bạn đăng ký kênh không có gì, nhưng chúng tôi được một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ thì đó là một động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thành những video tốt hơn nữa để gửi đến quý anh chị hàng ngày. Và đây là căn phòng ngủ số 3 của nhà mình, và đây chúng ta cùng tiến lên tầng 3 này. Tầng 3 trên đây thì chúng ta được bố trí một phòng thờ và lối bước ra ban công nha quý chị. Lối bước ra sân phía trước rất là dài và rộng, tha hồ cho chúng ta tầm trồng rau, nuôi gà, tạo mảng xanh cho căn nhà của mình thêm đẹp, và lên đây uống cà phê hóng mát thì rất là tuyệt vời. Một quan cảnh rất là sung túc nha quý anh chị. Một cung đường rất là đẹp, đường nhựa 12 mét, là đường cây xanh bóng mát, và một khu phố đang xây dựng rất là sầm uất nha quý anh chị. Hãy nhanh tay sở hữu cho mình một căn nhà phố khu vực này. Xây lên căn nào là bán căn đó nha quý anh chị. Và xin chào hẹn.